vời luôn. Rồi là cách ngửa người ta con mực cách người ta con mực và bảo quản. Đây là cách bảo quản mực, bỏ xuống biển lại chứ không phải bỏ trong cái thùng. Đó là bỏ xuống biển mà ngay đuôi để cho nó sống. Rồi cá nhảy. Rồi.